Sau nhiều thập kỷ, một chiếc xe cổ có tiếng động cơ âm ỉ và ngốn xăng có thể hoạt động êm ái không còn là chuyện khó tưởng tượng. Chuyển đổi từ ô tô cổ có động cơ xăng sang động cơ điện đang là xu hướng hiện nay của nhiều người. Chiếc xe buýt VW Microbus 1952 này lăn bánh trên đường Bogota mà không thải ra bất kỳ một chất ô nhiễm nào. Câu chuyện chuyển đổi xe cổ thành xe điện và nhiều tin tức giao thông cập nhật khác sẽ có trong chương trình Trên những cung đường. Tesla bắt đầu bàn giao xe bán tải điện Cybertruck lần đầu tiên sau 4 năm được giới thiệu. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nút giao Dung Quốc tiếp tục lỗi hẹn bàn giao. Mức phạt nào cho hành vi vi phạm giao thông trên cao tốc đối với người điều khiển ô tô? Tất cả sẽ có trong chương trình Trên những cung đường, phát sóng lúc 20:05 thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2023 trên VTV8 và các hạ tầng số. Mời quý vị và các bạn đón xem.